Sáng ngày 19 tháng 8, huyện đoàn Gò Dầu phối hợp với đoàn thanh niên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức chương trình trao tặng máy lọc nước tự động cho các trường tiểu học và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gò Dầu. Tại chương trình, đại diện với đoàn thanh niên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trao biểu trưng tặng 16 máy lọc nước tự động cho các trường tiểu học với tổng trị giá 106 triệu đồng. Đồng thời trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gò Dầu, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, gồm các dụng cụ học tập và tiền mặt. Thay mặt lãnh đạo huyện, bà Trương Thị Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gò Dầu tặng hoa cảm ơn đoàn thanh niên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã quan tâm, chia sẻ khó khăn cùng địa phương, chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.